55 Plus khủng nhất của Qualcomm mạnh đến đâu? Dựa trên các thông tin mới nhất, ROG Phone 2 được trang bị màn hình AMOLED với tần số quét 120Hz và thiết kế không có nhiều thay đổi so với thiết bị tiền nhiệm. Bên cạnh đó, ROG Phone 2 có thể được trang bị 12GB RAM, Android 9.0 Pie và sạc nhanh 30W. Thế nhưng điểm đáng lưu ý là chiếc smartphone chuyên game thế hệ thứ hai của Asus sẽ dùng vi xử lý Snapdragon 855 Plus vừa ra mắt của Qualcomm. ROG Phone 2 cũng được biết đến là smartphone đầu tiên được trang bị con chip khủng này. Theo thông tin rò rỉ mới nhất trên Geekbench, vi xử lý mạnh nhất của Qualcomm có tốc độ xung nhịp cao hơn. Đồ họa GPU cũng có hiệu năng cao hơn 15% so với Snapdragon 855. Snapdragon 855 Plus có một lõi chính chạy ở tốc độ 2,96 GHz. Snapdragon 855 chỉ có tốc độ 2,84 GHz. Ba lõi Kryo 485 Gold khác chạy ở tốc độ 2,42 GHz và sau đó là 4 lõi nhỏ. Lõi chính được ép sung với tốc độ tăng lên khoảng 4%. Mức tăng hiệu suất lõi đơn được báo cáo trên Geekbench chỉ dưới 3%. So với Zenfone 6 dùng Snapdragon 855, điểm số hiệu năng đa lõi của Snapdragon 855 Plus về cơ bản là không có nhiều thay đổi. Với tất cả các lõi đang chạy hoặc có thể do lõi chính chưa đạt được tốc độ xung nhịp cao nhất, ROG Phone 2 sẽ đi kèm với bộ nhớ RAM lên tới 12GB, đây chính xác là phiên bản đã được thử nghiệm. Mặc dù Snapdragon 855 Plus đã có sự nâng cấp đáng kể, nhưng theo kết quả thể hiện trên Geekbench, lõi Apple Vortex vẫn là vua hiệu năng lõi đơn. Tiếp theo là M4 của Samsung.